hết muốn ăn thì cũng giống như ăn cơm bị chữ. Bé Kim mới chữ mập ở căn nhà. Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food của hai vợ chồng nhà Mập nha. Hôm nay hai đứa sẽ ăn bánh ướt với lại rất nhiều loại chả nha cả nhà. Chả chiên, chả mỡ, chả lụa và nem chua. Chả quế nữa. Bây giờ có chả quế đâu? Chả quế nè bà ơi, không có chả mỡ. Có chả nè, để Mập nói lại nha cả nhà, Mập sửa lưng lại nha. Chả chiên nè, chả quế, chả lụa, nem chua. Bánh ướt, dưa leo, giá hấp, cái chả quế, chả lụa với lại nem chua thì ở nhà Mập bán nha. Chi tiết ở dưới phần bình luận, dưới phần mô tả nha cả nhà. Bây giờ bác Kịp sẽ bán bánh ướt nha cả nhà. Bán cho anh hả? Bán rẻ rẻ nha, bán mắc mốc có mua đó. Hành phi nè, trời ơi, cuốn cái quặng đồ làm ớn ăn không? Ớn ăn là gì? Ớn ăn là làm kỳ công á, kiểu như là ná ná vậy đó. Bán lâu quá vậy. Mình sẽ để bánh ướt, giá, dưa leo, rau vô như cái nhà. Nhanh đi cô chủ ơi. Nhanh đi, đói bụng lắm rồi. Con bánh mì nó la cả nhà ơi. Một miếng chả lụa. Vậy có miếng chả lụa bán mắc quá. Ủa miếng người ta bao nhiêu tiền mà mắc? Rồi bán nhiêu đây? Mình cho thật nhiều hành phi lên nha cả nhà. Nào bán nhà. Bán giá làm sao hợp lý không? Nhiêu? 5.000. Trời ơi trời, bán 5.000 chắc có mồm bán đất luôn. Rồi một xí chan nước mắm như vậy cả nhà. Ăn trước rồi. Trời ơi, ai ngoài đường cười. Ai qua đường cười nó kêu Kim. Đó, sẽ chen nước mắm lên nha. Cái này quán này là không cho nước mắm mình. Nước mắm mình phải tự túc rồi cả nhà ơi. Quán như là mang ố về quá. À. Cái này mình phải chen ngập nha cả nhà. Cho đôi đũa ơi, chủ quán ơi. Không nhận quán này thiệt chứ tôi muốn lật cái quán này. Tôi muốn lật cái quán này ghê á trời. Cho hành phi đó. Ăn không ngon đốt quán luôn đó. Rồi ra đây nè, để khách cho cô chủ miếng nước mắm nha. À, nữa không cô chủ? Nữa. Thánh thần ơi, chủ quán gì bán mới có dĩa ăn to. Mà còn bán như đây 5.000 nữa. Thôi mời cả nhà ăn với hai chồng Mập nha. Trời ơi, cái này là bé Kim đã ớt nhiều quá chừng cả nhà. Nên là ăn nó được không? Nó đỏ, nhìn nó ngon. Đó, bánh ướt cả nhà. Bánh ướt với nước mắm ăn cũng ngon cả nhà. Chả nha. Ngon, xuất sắc. Nước mắm ngon á. Ủa làm nước mắm nào biết chưa? Làm nước mắm chua. Bánh ướt á thì nó dai. Còn nước mắm á cả nhà thì nó chua ngọt ngọt và nó cay nữa, thêm hành phi béo nữa cả nhà. Xuất sắc. Nem chua.
tuyệt vời đó nha. Ê, trộn lên. Chả mua ở đâu cũng ngon mà Bích Kim. Chả mua ở ngoài tiệm. Em nấu ngon thiệt. Em không nhớ tên. Thấy người ta mua quá trời nên chưa mua. Nói chung chả là dễ ăn. Chả nè, làm khi mà ở nhà có ăn uống gì tiệc tùng gì ở mặt cũng lấy chả ở nhà bán ăn đó nha. Dễ ăn, chấm muối tiêu rồi ăn là ngon rồi. Hoặc là mình ăn chơi cũng được. Chả mà ăn với mì gói cũng ngon lắm cả nhà. Ngon không? Ừ. Có cái nem nè, thì mình ăn với cái này hợp. Nhậu cũng được. Gói bát kim. Nem này làm từ cái gì? Biết cho 10 điểm liền. Buông dĩa cho 10 điểm liền. Mà nhỏ bự. Thịt sống. Chính xác. Thịt sống để lên men ở nhà. Nem chua. Ừ, hết rồi bà chủ ơi. Thôi tự túc luôn. Cái này nè, cái người ta gói người ta để nó tự lên men. Nó chua, ăn ngon. Tất cả nem, nem lợi dung rồi, nem quế rồi cũng vậy đó nha. Nem chay người ta mới làm bằng vỏ bưởi đúng không? Như vậy á. Chứ nem chay là thấy là không thể nào làm bằng thịt sống được. Uống nước kìa, nó đã. Lần đầu tiên á. Ăn ngon vậy hả? Ừ. Không, anh tính nói lần đầu tiên ăn ăn bánh ướt á. Là lúc đó anh năm lớp 6 anh lên Sài Gòn mới biết bánh ướt á. Chứ dưới quê, ở dưới quê như là không có bán bánh ướt luôn đúng không? Bây giờ thì có rồi. Còn hồi đó thì không biết. Ừ. Là lúc đó ăn đi lên đây chơi á, cái có bà bác bà dẫn đi ăn bánh ướt á, là người ta xắt chả lụa, mà lúc đó chỉ có bán cái chả lụa với lại hành phi thôi chứ không có chả quế, không có nem rồi này kia nha, không biết sao á, đi ăn sáng rồi xắt cái miếng chả lụa gì cắn ha, mà lúc đó Mập nói là hồi nhỏ tới lớn Mập thích ăn chả lắm, nên á là cắn vô một cái là nhớ cái bà bánh ướt tới giờ luôn. Ngon á cả nhà. Kiểu như lần đầu tiên mình ăn bánh ướt nữa. Để mình kiếm ở chỗ nào không có ớt kìa. Quá trời trời ớt luôn đấy kìa. Ờ, cảm ơn. Rồi sau này mới biết bánh cuốn trứng rồi nữa cả nhà. Là sau này mới biết luôn á. Bánh cuốn trứng sau này mới có hay mà. Chắc người ta biến tấu ra. Còn bánh cuốn thanh long như bánh cuốn nhiều lắm. Làm cái năm nào mà thanh long bị rớt giá đó nha. Là có bánh cuốn làm từ bột mà cái người ta pha thanh long vô này kia. Lúc đó có bánh mì thanh long rồi nữa. Đủ hết á.
nhức nách. Mà hết rồi, dục đi. Quên bỏ này. Mình trộn lên cho nó đều rồi. Cái nào cũng có hết. Mình gấp một đũa là cái nào cũng có hết. Cái này gọi là cái gì? Bánh ướt chả hả? Chứ anh thấy giống như là chả bánh ướt thì có. Chả nhiều hơn bánh ướt. Sao không gấp chả hết trơn hả mấy Kim? Thôi, Mập ăn đi. Để em tự nhiên. Thấy chưa có này nữa. Em là phải là con nít đồng mà anh cứ lo cho em. Ngon quá. Có lần á, mà mua bánh ướt ở ngoài chợ cả nhà, bánh ướt ký á, chỗ mà người ta bán bún rồi bánh phở rồi. Sao nãy giờ tôi gai con mắt với cái này dữ lắm. Muốn ăn thì cũng giống như ăn rồi bị chữ. Bé Kim mới chữ mập á cả nhà. Bé Kim mới chữ mập là cắt luôn. Muốn nghỉ ăn hết luôn. Để biết để mình kể cả nhà nghe. Cái miếng lá chuối là nãy nó dảnh lên đó. Thế ổng sợ người ta không thấy ổng. Cái ổng mới xé. Mới đặt tay lên xé, bà chữ hí lên. Bà chữ tắt liếc luôn. Đúng không? Thì chửi thôi. Nó nói hơi lớn tiếng thôi, làm gì chửi. Nói với anh là chửi. Nãy đang kể chuyện chửi cái quên câu chuyện đang kể luôn. Ừ, hồi nãy nói là mua bánh ướt ở ngoài chợ. Chỗ mà người ta bán bún kiểu như bánh ướt ký á. Bữa đó về sao ăn nó bị kiểu như hôi dầu á cả nhà. Chắc lâu á. Không phải đâu, anh nghĩ là người ta tha dầu để cho bánh ướt nó không dính vô nhau á. Là dầu cũ á. Mà tha nó hôi lắm. Nó hôi kiểu gắt dầu luôn á. Mà sao bữa nay với Kim order cái này nè. Chỗ này là không có bị nè. Cái này báo order về cả nhà, order người ta bán cũng ký vậy, mập cũng sợ. Mà không bị hôi. Giá này nè cả nhà. Mình sao? Trộn một chút xíu vào ăn á. Cái mình để vô mình hấp. Mình hấp thôi nha, đừng có luộc. Là cái cảm giác nó vẫn còn mập mà nó vẫn còn ngọt. Ở ngoài chỗ bán bánh ướt á, người ta cũng hấp. Cái chỗ mà người ta cán bánh á cả nhà, xong người ta bỏ giá vào đó người ta hấp luôn. Có thấy chưa? Có thấy cảnh đó chưa? Có mà. Người ta làm một lần luôn. Anh nữa em nữa nha. Ngon hết. Anh cũng muốn no. Vậy thôi em ăn nữa. Ừ, nữa thôi. Thôi ăn như thế đó.
cay không? Cay nhưng mà anh thấy bình thường. Chả này ăn không hết cả nè. Sao hết được? Sao mà hết được? Thì sáng nấu mì ăn hoặc là ăn với lại bún nước tương á cả nhà. Không biết gì không, mẹ mà ở nhà ha, mà ăn lập xưởng cả không hết á. Cả nhà biết mẹ làm gì không? Sắt ra sắt hạt lựu á, chiên cơm, chiên một nồi vậy không á. Xác định là có mấy cái đồ mà làm cơm chiên á, là thế nào mẹ cũng chiên cơm à, giống như chả này nè. Ăn bún với lại bánh nước á, mình chan nước mắm ngập luôn á cả nhà, ăn ngon. Bởi vì người ta làm cái nước mắm khi mình ăn mấy món này nè là nó không có mặn, để người ta chan ngập về ăn mới ngon. Cái nem này mà bán không? Nó chua nhưng mà nó không phải là chua lè, chua lét nữa cả nhà. Nó cũng có vị ngọt á chồng. Ừ. Để anh tính kêu gỡ mít. Biết thế nào em cũng ăn trước anh. Tại vì món hôm nay ngon nè. Ngon thì em phải ăn lâu chứ. Nói chung là anh Mập ăn nhiều hơn, mà cả nhà thì anh Mập phải ăn lâu. Vậy đó. Chứ mà đi ăn quán thế nào, lúc nào cũng vậy, Mập cũng là người ăn trước. Tại vì lúc đó là hai phần đều bằng nhau. Cái Mập ngồi, Mập trực hờ. Mập trực hờ. Coi bé Kim sơ hở gì là Mập xin rồi. Cái nhà nhớ là cái này giá, cái nhà mình hấp á, thì cũng giá nó sẽ còn mập và ngọt lắm luôn cả nhà. Chứ mình luộc á thì nó sẽ nung nước vô thì nó không còn ngọt nữa. Thử luôn. Cả nhà ơi, thì hai đứa ăn cũng muốn hết luôn rồi đó cả nhà. Hai đứa xin kết thúc clip tại đây nha. Bye bye. Bye bye.